Ồ, các bạn ơi, mình là Ngọc Ba Miền. Xin chào các bạn ủng hộ kênh của mình nha. Hôm nay mình cùng các bạn tham quan dinh Bà Cố nha các bạn, ở Long Điền. Trên này có cái đồi nè các bạn, trên bên cái đồi này đó, cái đồi cao đó các bạn, trên cái đồi cao này, trên đồi cao đó. Bây giờ là đây là trước cái cổng cổng dinh Bà Cố nha các bạn, có những quán xá đó, quán các bạn đó, quán quán đó. Phía bên kia là những cái tháp mà những trụ trì là mất là về, cũng như là đem hũ tro cốt và để trong cái tháp đó, rồi cất xây tháp lên đó, các bạn đó. Đó, một 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 bãi tháp đó các bạn đó, quá trời. Dưới kia là mấy cái quán rồi đó, quán quán này xây nước mía người ta nghỉ rồi các bạn đó. Bên này là cái miếu thờ quý ngài đó, bên này cũng có cái chùa Thiên Khánh mà nhỏ nhỏ các bạn đây, chùa Thiên Khánh. Rồi bây giờ mình cùng các bạn, đó là trước cái cổng của dinh Bà Cố, các bạn mình cùng các bạn tham quan vô lúc này, tham quan nha các bạn ơi. Rồi vô đây các bạn ơi nha, đằng trước cổng của hai sư tử, có lẽ là Kỳ Lân, và Kỳ Lân các bạn ơi, đó Kỳ Lân, Kỳ Lân các bạn ơi. Rồi bây giờ là dinh Bà Cố này các bạn, dinh Bà Cố thấy chưa, dinh Bà Cố. Ha, rồi bây giờ mình kể các bạn nghe, cái dinh Bà Cố này thành lập là hơn nửa thế kỷ, trên 500 năm rồi các bạn nha. Rồi thời ra cũng có chiến tranh đó, nhiều lắm các bạn, ở khu vực này chiến tranh hai bên đánh nhau dữ dội lắm các bạn đó, các bạn thấy không. Rồi chiến tranh mà ở khu vực này có những người mấy cách mạng hoạt động trên này các bạn. Rồi ở đây có chỗ lên một đoạn rồi có lên cái chùa, cái tháp nhỏ nhỏ để mà ngồi nghỉ 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 giải lao. Rồi những người già yếu em bé em nít đỡ là lên đây ngồi nghỉ giải lao nha các bạn, nghỉ giải lao. Họ lên cái khúc kia cũng có một cái tháp nhỏ nhỏ nữa, rồi khách hành hương đi xuống rồi các bạn. Đó, bây giờ khách hành hương đi xuống lên chắc cũng cỡ là gần cả trăm, hơn trăm bậc đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, ở đây là có cái bảng người ta xin đừng vứt rác ra ngoài. Đó, để khách hành hương xuống các bạn, khách hành hương bên này đi đoạn là có cái tháp nhỏ nhỏ để mà ngồi nghỉ đó, đó. Khách hành hương vô ngồi nghỉ mệt ở đây các bạn đấy ha. Rồi đi lên nữa, ui da, rồi tới rồi các bạn ơi, dinh Bà Cố nha các bạn. Kia mình quay bên kia, bên kia các bạn thấy không, có ngọn lửa, ngọn lửa đó đỏ các bạn, ngọn lửa đó đỏ với phía bên kia rặng cây á đó. Đó, ở đó là cũng như là cái ngọn lửa là dầu khí á, ngay ở nhà máy xử lý khí Dinh Cố các bạn, cũng như khí về mỏ Bạch Hổ ngoài biển á, đưa vô các bạn, đưa vô thì xử lý khí không hết thì người ta đốt bỏ bớt cái các bạn ơi, áp suất nó lớn nhiều quá, nó dư quá người ta đốt bỏ bớt. Lần này cũng có cái nhà nghỉ đó các bạn. Đó, bên đây phải mình có cái miếu nữa, có cái miếu đó các bạn, miếu chư vị các bạn ơi, miếu chư vị. Rồi miếu chư vị đây nha các bạn. Rồi giờ mình lên, lên tới nơi các bạn. Rồi lên mình tham quan có cái gì đẹp không nha. Đó, mình cũng lần đầu tiên các bạn. Đó, đó quá đẹp các bạn ha. Ở đây là cái sân khấu khi mà lễ hội á, là mời những cái đoàn gánh hát rồi về các bạn. Đây đoàn gánh hát về là ca ca múa nhảy nhảy múa đây. Đó, bên bên cạnh Dinh Cố là có cái mấy miếu, miếu của năm cô ngũ hành ở đây đẹp lắm các bạn. Đó thấy chưa,
hai cái tỏa sen này là để gắn hai cái đèn để mà ái điện nó sáng lên. Và các bạn thấy năm năm mẹ ngũ hành đó các bạn, đó thấy chưa? Ở mình rơm hết toàn bộ cái miếu năm mẹ đó, quá đẹp không các bạn, đẹp quá không đó, đẹp ha. Rồi mình đi lên nha, chánh điện nha các bạn nha. Đây phía này, phía bên cái góc sau lưng của năm mẹ ngũ hành đó là cái bếp ăn nấu, nhà vệ sinh dưới kia. Rồi đây chỗ lối lên dinh bà cố này các bạn, lên dinh bà cố đó. Hộ dinh cố chào mừng quý khách đây các bạn, họ thấy chưa. Giờ mình lên đây, lên nhiều bậc thang quá, nó đi nó cũng rất mệt đó các bạn ơi, mệt lắm. Cho em quay phim, em giới thiệu dinh bà cố mình để khách thập phương tới rồi chiêm ngưỡng rồi cúng bái rồi cúng dường nha anh nha. Trời, quá đẹp các bạn ơi. Ui, cái này là cái sim y của dinh bà cố anh á, quá trời đẹp các bạn. Sim y là mão nè, ở trên này mão hài rồi mão đó các bạn, đó thấy chưa, ở trên hài rồi mão, mão hài, ở dưới là sim y, quá trời đẹp các bạn. Đó, kế đây là cái chỗ nghỉ của các anh bảo vệ dinh cố, dinh bà cố đó. Rồi bên kia là cũng cái chỗ mà thờ cúng các ngài bề trên đó các bạn. Rồi bên đây, rồi bên tay trái mình có mẹ các bạn đó, mẹ, rồi có cái miếu ông hổ nữa đằng kia, phía này có miếu ông hổ nè các bạn đó, miếu ông hổ thấy chưa đó, rồi mẹ này đó. Bây giờ lên chính điện rồi các bạn đó, dinh bà cố nha các bạn ơi. Rồi ở đây mình phải bước lên đây nữa, bỏ dép ra ngoài đó. Đây là chính điện này các bạn đó, mình quay toàn bộ chính điện này, mình quay phía trước họ có tấm liễn bằng chữ Hán các bạn, có cái lư hương lớn, bên này có cái bên tay trái có cái ghe, ở ghe có người ngồi lái, bên này cũng cái ghe có ngài tướng lái. Rồi bên trụ bên này cái trụ rồng đó các bạn đó. Rồi bên trái bên này cũng có trụ rồng thôi các bạn đó. Rồi bây giờ chính điện ơi, con chào mẹ. Rồi đây bạn, đây là chính điện, bên tay trái cũng có một quả cầu mà ghi chữ Hán luôn các bạn, bên tay phải cũng có quả cầu ghi chữ Hán đó các bạn, có rồng đẹp không. Trên kia là có hàng chữ bà cố hỷ hương nương, xin lỗi, bà cố hỷ nương nương à, bà cố hỷ nương nương các bạn ơi. Bên này là có 5 cây cờ cũng chữ Hán luôn. Rồi bên tay phải là cái trống, bên tay trái là cái chuông đó các bạn thấy không. Đây đốt đèn dầu nè, đèn dầu nè các bạn, đèn dầu đó. Bà cố đẹp không, bà cố đội mão đẹp không các bạn ha. Rồi đây là thùng công đức các bạn đó. Bên này cũng là 5 cái cây cờ đó các bạn, mình rơm hết toàn bộ các bạn đó, thấy chưa, quá đẹp không các bạn đó. Rồi mình qua bên hông thử có gì không các bạn, mình cũng lần đầu tiên luôn đó, mới lên đây các bạn. Bên hông đó, thông qua kia gần cái lối xuống đó các bạn đó. Bây giờ mình đứng trên đây, mình quay cảnh chung quanh cái dinh bà cố nha các bạn ơi. Rồi đó, quá đẹp các bạn ha. Đó quá đẹp luôn. Ở phía trước bên kia là khu xây dựng của huyện Long Điền, mới xây dựng những cái nhà cao tầng, là đó là trung tâm huyện các bạn đó. Dài qua kia đó, kia là hướng trên Long Hương đồ đó, dài các bạn ha. Rồi bây giờ mình quay lần nữa cho các bạn thấy rõ đó, dinh bà cố đó các bạn đó, bà cố hỷ nương nương đó, ý nghĩa hỷ nương nương mình cũng nói chung cũng không ít hiểu cái cụm từ này nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình qua đây đó, đây là dinh bà cố nha các bạn nha.
còn dinh cô là khác, dinh cô là ở dưới biển, còn đây dinh bà cố là ở trên núi các bạn nha. Đó, đây là bên tay trái của dinh bà cố, đối diện dinh bà cố là cũng năm mẹ, cũng năm mẹ các bạn. Đây năm mẹ đó, con xin cho con quay phim lát nha năm mẹ ơi. Đó, bên này là hai cô hạt đứng hai bên đó, thùng công đức đó, thấy không các bạn. Rồi bên này cái miếu bên của năm mẹ rất là đẹp các bạn. À, trên này là ghi đề chữ là bà Ngũ Hành Nương Nương đó, bên kia là bà cố Nương Nương, bên này là bà Ngũ Hành Nương Nương các bạn ha. Đó đẹp hết các bạn ha. Rồi à, bên đây bên dưới này qua bên trái là cái một cái hố sâu các bạn. À, cái núi nè, đá không các bạn, đó đá quá trời không, đá đá cây mọc trên đá luôn các bạn ơi. Đó bên kia khối đá bự luôn đó, nhà xây trên đá luôn các bạn, đó thấy chưa, quá đẹp hết các bạn ha. Rồi đó, quá đẹp luôn. Ô trời đẹp quá đi. Rồi đây là anh bảo vệ trên đây đó. Chào anh. À, anh biết cái lịch sử cái miếu bà cố mình bao nhiêu trăm năm không anh? 250 năm. Ủa sao em thấy có nghe người nói theo trên nửa thế kỷ luôn á. 250 năm. Dạ hả? Quay cái mục lục. À dạ hả? À vậy hả, chỗ đó cho à đây hả, ở à, đây hả, à, cái này à, chỗ này cũng là ấy hả, là này chỗ này lịch sử, à, lịch sử đây hả, là một lục của bà hả, à một lục lược lược sử bà cố nè các bạn, lược sử bà cố đó. À, do hai câu thơ này Hoàng Sơn Nhất Khúc Vạn Đại Linh Thiêng, đó tạm dịch Hoàng Sơn một giải muôn đời linh thiêng, nên có bậc siêu nhân tu hành, nên bà ẩn trong núi tu hành, thấy nhóm người thương thuyền người thanh xuống biển Nam Hải, gặp cơn gió bão thuyền sắp chìm, bà xuất hiện độ liền nhóm thương thuyền, trong đó có văn sĩ Điền Sơn khi về viết bài thơ này để tạ ơn bà. Tạm dịch nhóm người thanh buôn chủ thuyền gặp cơn gió dữ đưa người nguy nạn, trong thuyền thấy vị nữ thần chỉ đường phía trước, không cần phải lo, thuyền theo lượng sóng nhồi to, mau tới bờ biển chỉ cho vài giờ, chủ bạn an nguy bất ngờ, người đời lập miễu tôn thờ hiện nay. Đó là cái câu thơ của sự tích bà cố, là cũng như bà thấy người hoạn nạn ngoài biển rồi cũng cứu giúp là đưa thuyền vô bờ các bạn. Đó đó là cái. Rồi bên kia còn hai câu tiếp tục là hương thơm bay khắp núi này, ngày nay đến viếng ngày mai lưu truyền. Đó là ngộ là hai câu thơ đó, tiếp tục là hai câu thơ bên kia nha các bạn. Đó đó hoàn cái cảnh này là cái cảnh cái núi mà bây giờ mô tả là cái miếu bà cố, cái dinh bà cố các bạn. Đó trên đó là vẽ là mô tả giống là bên ngoài luôn các bạn. Đó còn đây là cái cảnh thuyền mà bị gặp nạn ngoài biển các bạn, gặp nạn ngoài biển đó, rồi cô đưa vô bờ các bạn. Ồ dạ rồi, đó là ngụ ý bao nhiêu đó là các bạn cũng hiểu là dinh bà cố rồi nha các bạn nha. Rồi đó bây giờ mình quay lại là cái chỗ nơi lưu giữ hài với mão với simi của bà cố nha các bạn nha. Rồi đó, rồi xong. Xin các bạn ủng hộ kênh của mình nha, like share và chia sẻ, nhấn đăng ký, nhấn cái chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình là Ngọt và Ba Miền, cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye các bạn ơi, bye bye. Rồi.